Thời đại công nghệ ngày càng phát triển đã giúp cho việc tra cứu biển số xe online trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tra cứu biển số xe không chỉ giúp xác nhận thông tin chủ sở hữu hiện tại của xe, mà còn mang tới nhiều lợi ích sau đây. Hỗ trợ cho quá trình mua bán xe, đảm bảo tính xác thực về thông tin chủ sở hữu, từ đó giúp các giao dịch mua bán xe an toàn hơn, hạn chế tình trạng lừa đảo bằng các thông tin giả. Tra cứu biển số xe còn giúp bạn có thêm các thông tin chi tiết về mô hình xe và năm sản xuất xe. Khi tra cứu, hệ thống còn cung cấp thông tin về trạng thái đăng ký và kiểm định xe, giúp xác nhận được tính hợp pháp của xe. Ngoài ra, hệ thống còn cho biết chính xác các trường hợp vi phạm giao thông hoặc tai nạn trước đó. Bên cạnh đó, bạn có thể kiểm tra lịch sử xe, thông tin bảo hiểm, số km xe đã đi trên hệ thống tra cứu. Để tra cứu biển số xe máy và xe ô tô trực tuyến, bạn có thể áp dụng một trong hai cách sau đây. 1. Tra cứu biển số xe online trên web. Bước 1. Truy cập vào website đăng kiểm Việt Nam bằng đường link sau đây. Bước 2. Nhập các thông tin chi tiết bao gồm biển đăng ký, số tem, giấy chứng nhận hiện tại. Sau đó, bạn nhập mã xác thực và nhấn chọn tra cứu. 2. Tra cứu biển số xe online trên app. Để sử dụng app tra cứu biển số xe online trên điện thoại di động, bạn chỉ cần thực hiện các thao tác đơn giản sau đây. Bước 1. Mở app tra cứu biển số xe trên điện thoại. Sau đó, ở phần giao diện chính, bạn nhập biển số xe và tên tỉnh, thành phố cần xem. Ngay lập tức, hệ thống sẽ cung cấp thông tin tỉnh, thành phố và các thông tin liên quan. Bước 2. Chọn phương tiện cần tra cứu qua biểu tượng tương ứng nằm ở góc dưới bên phải màn hình. Bước 3. Nhập đầy đủ các thông tin mà hệ thống yêu cầu, bao gồm biển số xe, số tem, giấy chứng nhận hiện tại và nhập mã xác thực. Bước 4. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã nhập, sau đó nhấn vào mục tra cứu. Hệ thống sẽ xử lý trong giây lát và hiển thị kết quả chi tiết cho bạn. Và trên đây là hai cách tra cứu biển số xe online vô cùng thuận tiện và nhanh chóng. Quý vị có thể gửi câu hỏi hoặc đóng góp ý kiến của mình thông qua phần bình luận ngay bên dưới nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!